Rồi, em xin chào tất cả anh chị cô chú nha. Giao lưu một lô 2 phôi nha, 2 phôi sam ngọc hàng mini siêu lúa nha anh chị cô chú. Đây, đây là cây thứ nhất nha. Cây này nó có đeo một cục lúa đây, quá đã luôn nha. Lúa trắng nha. Lúa này là quá đẹp luôn. Hoa văn này. Đây là cây thứ nhất nha. Cây này nó chỉ có một cọng rễ đây thôi nha anh chị cô chú. Đây là một cây thứ nhất. Nó đeo một cục lúa đây nè, quá đã luôn nha. Lúa trắng, lúa hoa vàng. Rồi, đây là cây thứ hai nha. Cây này thì cám nó hơi nhiều. Đầu em bôi keo lên là đầu sóng nha. Lúa trắng nha. Lũ quá đã luôn. Rồi đây là cây thứ hai nha, một lô 2 cây nha. Rồi cảm ơn anh chị cô chú đã xem bài và ủng hộ.